Hello, xin chào mọi người yêu mến thương của mình. Bữa nay mình không có đi mà câu cá câu cua cho mọi người. Bữa nay mình chuyển cái hướng mới, không giăng lưới luôn, chuyển hướng mới là đi chài cá. Mình thấy cái mẫu này có cá đối nhiều lắm mọi người, mà mình lại gần thì nó chạy tóc, nó chạy bưng 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 bưng. Bây giờ mình quải cái chài, mình chài nó, mình kiếm vài con mình nướng mà ăn tại chỗ luôn mọi người. Bây giờ mọi người thấy không, đây nè, dưới này là chắc ăn rồi, nó mới chạy, nó chạy đùng 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 đùng, cầm cái chài quải theo là mà làm lướt thì nó mình chạy không mọi người. Rồi bắt đầu đi mọi người, chạy trên này mọi người, bắt cái chài sẵn luôn. Mình thấy Dương nãy cho con ở bên làm cỏ bên mũ bên kia, bây giờ làm xong rồi qua đây chạy cá. Chạy nước nó mình chạy rồi, chứ mình chạy cặp ăn luôn rồi không bao giờ dính. Rồi rồi luôn này. Gì? Lũng lỗ lớn. Kệ đi, về giá lại. Vô cây để lâu luôn. Nãy giờ cũng hơi đói bụng rồi. Kiếm về con hai cho con nướng ăn cho đỡ đói rồi nè. Cái này giò cẳng này nó mua luôn. Nãy quên đem nước theo, bây giờ khát nước nó chết. Kê, gớt. Đó rồi. Xuống mấy mên rồi. Ôi ơi, dính không? Chọn quá vậy. Rồi không nhảy là thấy song song rồi đó. Từ từ đó. Ê, dính chưa? Hả? Trời ơi, cái chốt. Trời ơi, cái chốt. Rồi cái này chắc khỏi ăn cá đói luôn, chờ ăn cá chốt ngon phê luôn. Chốt nhỏ nhỏ không mà nướng biết nè. Bữa không bự bự nướng. Chốt đem về. Cái chốt không có chờ cần sáng. Ăn chưa? Ba con. Trời ơi. Thôi. Chị con chạy. Trời ơi, vợ nước quá trời chạy luôn. Thịt luôn. Kế. Chạy quậy lên sình luôn nè chú. Ủa, chạy đây nhóc luôn kìa chơi. Kẹp không? Dính không? Ê, dính cái gì kìa? Chạy nhanh quá, chạy cả trăm cái số vợ. Chạy kịp. Chạy chưa kịp mới chạy tốt rồi. Dính không? Dính còn nào dính, đâu dính. Sao tàn cái chốt không vậy? Cái chốt không, rỡ tỉnh luôn. Thôi lên gỡ mà được. Cái chốt không. Nghe nè cô chú, ở cái gỡ cá nghe cô chú ơi. Ngồi. Chạy cái kiếm cái đối mà nó không dính cái đối, nó dính cái chốt không rồi. Bây giờ lỡ bắt luôn. Đây. Bắt lát mình xỏ sâu mình nướng luôn rồi. Ở đây chắc lướt không dám đụng vô rồi. Đây mọi người thấy sâu lướt không à? Nè. Quay cái con sâu lướt cho mọi người thấy. Đụng cái là nó ngứa tột da luôn rồi. Ở đây con này nè. Đụng cái là nó ngứa tột da lắm. Nó dữ dằn ngứa lắm mọi người. Sợ nó muốn chết luôn. Không dám đụng như lướt luôn. Cô chú ơi, phát hiện nhiều quá rồi cô chú ơi. Xuống. Trời ơi. Dạ. Con chim nè cô chú. Con chim én. Con chim én cô chú ơi. Trời ơi, nó chạy kìa. Trời ơi, cá kìa. Má ơi. Quá trời ơi. Dục cha. Vô. Hay quá, hụt lắc. Cá gì mà. Dính không? Trời ơi. Kìa, lên trên kia rồi kìa. Ở dính cái gì vậy? Dính con. Chốt. Chốt rồi. Kìa. Trời ơi. Kìa. Đây trên nha. Trên hết rồi. Kìa. Kìa. Trời ơi. Kìa. Kìa. Trời ơi. Đây, cha quá trời dữ rồi cha. Dính năm vậy. Ôi cá. Trời ơi.
Ủa cái đó, cái đó gì vậy? Giặt hả? Ê dính cái gì rồi? Hả? Trời ơi cái nè. Con tôm. Ủa, tôm nè. Trời ơi con tôm kìa. Con thả đi, thả tôm đi, Đó, tôm nhỏ này thả một chút. Dính tôm bự luôn mọi người. Nè. Quá trời con tôm này. Tôm cho bả nữa. Phải một con nha. Phải bốn con. Rồi, bả nào. Các bạn ơi. Thôi để bạc trả đi. Đó đây con nữa. Năm con luôn. Này, thả cái bạc này vô mày. Thả con nó xuống đi, thả cái bạc xuống đi. Cái thẻ hả? Thẻ. Chốt dính nẹo nẹo luôn mọi người. Trời kiếm cá, cá đố nha. Cá đố dính thiệt hai ba con cá đố gì mà nữa. Nó chạy gầm gầm. Giăng lưới nha. Thường thường là không dính đâu mọi người. Lưới thường thường, thí dụ lưới đi Thái thì dính một vài con. Lưới thường thường vô tung cái lũng lũng này qua bên kia luôn thì mình không nhân lưới được. Con cá này để mình lát nữa mình chài một hai con lên mình nướng cho mọi người thấy. Không phải cá lối thường đâu, cá đô bui. Cá đô bui cá này nó nổi ngoài biển nó lớn tới 20 kg. 6 kg à? Ừ. Rồi mình thả trong láng nó lớn ít lớn nhỏ hơn cỡ khoảng nằm chung là 1 kg mấy 2 kg. Này ngoài biển nó môi trường nó rộng hơn, ở đây nó hạn hẹp. Tầm trung là 1 kg mấy 2 kg là nó bự dữ á. Đó, như đây là cũng bội nha các chú ơi. Như đây là đủ ăn nè, con cá đói. 1-2 con cá đói nữa là vô mánh luôn. Đến không? Hả? Từ từ, khoan. Đó. Tung ngoài. Bự lắm, có 400g nè. Nó tung ngoài nha. Rồi, im ru rồi, hiểu rồi. Ơi, ấy còn. Nãy giờ được nói chạy nắm sao chạy đúng lắm rồi. Chạy nhanh như cái lửa đó. Rồi mò nè. Trời ơi. Sướng. Đem bà lỡ đi thanh số nãy chạy thấy động mọi người. Vô. Giữ mọi người nè. 600g. Bự ừ, ơi, tay nó rồi. Nè. Bự người tay mình đó hả? 500g rồi. Vô rồi. Kệ chạy con cái thẻ kìa. Nó chạy ngang, nó chạy như là tên lửa không vậy. Chạy cái hút. Chạy được. Dính nó không? Thôi thả này. Này là con thẻ. Con này là con thẻ rồi, mới lớn nha. Mới lớn, được mới lớn à. Chứ nó bự lắm. Bự con xuống này luôn nè. Bự hơn luôn á. Bự nhanh hơn không? Bự nhanh lắm, nó có 3 tháng là nó có 30 con ký rồi. Nướng mấy con, bắt mấy con. Hả? Thôi, con này đủ rồi, với con cá phi nữa, nó phê rồi. Tại vì nó cũng mệt rồi, thôi chạy với một con rồi nữa. Đâu vô quay từ giờ. Thả con này vô luôn đi. Nhìn chúng nhiều mũi mũi. Thả con này vô đi xíu hồi nó nhảy xuống dưới là phọc chỉ đó. Trời, kiếm một con cá đối thôi, kiếm. Chàng ai khoai củ. Bây giờ 4-5 chạy luôn, nó dính được con. Mà nó chạy gầm chứ phải chạy ít đâu. Như tên lửa vậy. Con này nè, hồi xưa là mình thả mình nuôi với mọi người. Là mình mua một con bằng cái cọng cỏ nó bị dai vậy nè. Có khoảng 3 phân. Mình bằng cọng cỏ về con này nè. Là mình mua một con 4.000. Đó, bây giờ mình nuôi 5-6 tháng nó mới được lớn. Bằng cái cầm chân luôn. Mình lớn, nó lớn nhanh nha mọi người. Nó lớn nhanh lắm mà năm nay đây. Năm nay nó lớn hơi chậm mọi người, mình như là hết cái thức ăn rồi. Mốt giải thức ăn tiếp. Nó ăn tự nhiên thôi chứ mình đâu có giải đâu. Tự nhiên hơn đó. Đây đốt lửa nướng cá không à. Nè nóng. Dòng mà trái nha.
thấy sòng rồi nè. Có thật là cháy không? Chắc là không đâu. Không. Xong phim. Xong. Đốt lại em chú ơi. Tắt queo luôn. Trong lửa là ui ui không cháy. Hơi đuối vậy. Ấm ấm luôn. Lật. Quá. Cuối cùng cũng lên lửa rồi cô chú ơi. Làm nãy giờ. Giữa đồng mà lá ra toàn bộ cây cỏ với cây cũ với ướt mẹp hết chứ. Thì bảo xong cô chú. Chằng ngay phải cũ. Cùng vô mới được cái nắm lá nó ướt nó khô. Lên được gì là hơn lắm. Cá này là con cá. Cá đốm thôi, con cá đối này bự nha. Xả lụi cho mình nướng luôn nè. Cá này nó dở lắm, mới lên xíu trên bờ là nó đã chết queo. Queo. Rất ngon luôn. Đi cửa. Con này xe ta cái rửa hay gì ta? Mấy con cá kia thả ra đi. Thả cho nhắc kia thả đi. Mấy cá. Cá tôm chính nhắc. Chơi dân gian quá lộn ơi, dân giả luôn cô chú ơi. Mình tính sao lội mình nướng rồi mà dập tôm không ngon rồi. Lấy cây mình kẹp cho nó ngon. Ôi ừ. Cái gì buộc cái này lại. Vậy. Quá dữ với con cái đó chèo đó cô chú. Mấy cái này gì để về nhà. Giờ nó bụng quá, nãy giờ nổ cỏ nổ bên kia không rồi. Giờ mình nó bụng quá, mình chà mấy con mình ăn đỡ rồi. Cái chốt lắc về để kho ăn rồi. Chốt mình nướng mấy cũng lâu lắc. Đây nha. Còn cái đối dựng bên kia. Người ta nuôi tôm sú người ta cử không cho nướng luôn rồi. Rồi mà mình nuôi thì không có nướng là không phải ăn. Nó mới đưa vô đó chốt rồi đó cô chú. Đây, mấy cái này đi làm cái bàn luôn rồi. Cái đít thùng hấp dẫn chưa, đít thùng sợi chứ để này chắc ăn không được. Đây là cỏ, này là cỏ năm tuổi rồi, tôm chín rồi cô chú ơi. Quá hấp dẫn luôn. Cái đi á mình có thủ trước rồi, mấy trái tắc với mua tiêu luôn rồi. Vậy mình nặng vô, nặng vô rồi. Bây giờ nặng cái nào chín ăn trước. Shit. Nó chua. Chua dữ vậy ta. Chua ghê. Ê. Đi chua. Rồi được rồi, chín rồi đó. Lấy lên luôn đi. Xử tôm trước đi. Rồi xử tôm luôn. Tôm chín luôn rồi. Rồi chứ. Bữa nay còn xanh chạnh. Rồi ăn đi. Con nào chưa chín thì kệ nó. Ăn tôm ăn sống được mà, tôm sạch mà. Tôm này ta biết là sạch rồi, nhưng mà cái này chín ăn bị là bụng mà bỏ đi xương xương. Từ đi con nào. Nhiễu này cô chú. Quá trời nhiễu xèo luôn. Gió quá trời nó nóng rồi. Rồi giờ tôm chín trước mình ăn tôm trước mọi người. Bây giờ mình thử một con nha. Úi da, nóng vậy. Nóng quá mọi người. Tôm này tôm sống nha, mà đem lên nướng cái này ăn cái nó đã. Ngọt dữ dằn lắm. Mời mọi người nha. Mọi người ăn con tôm. Chính
sống đem lên nướng liền. Quá ngon, không thể nào tả nổi, ngọt. Còn cá này, dạ, nóng dữ rồi. Cá này chín rồi mọi người. Hấp dẫn quá. Ôi, nó nảy bên ngoài. Nó gần chín mọi người, nó gần cá này mình xèo, nó xay cây mọi người. Nó nghiêng bên một. Nhật Dương cho Nhật Dương cá thử mà. Nóng quá à cô chú ơi. Quá trời nóng, mình đang ở giữa cánh đồng nè mọi người. Nó vừa nắng mà nó vừa nóng. Chài cá lên, quật cá không có đủ mạnh. Nắng luôn, ba, bởi đây là giờ trưa nắng chang chang luôn cô chú. Cá nè, mọi thấy không? Ừ, chà bá nữa ha. Chạy được duy nhất có một con cá đối thôi. Còn cá chốt có khi còn ngoài trong tộc luôn. Nè, làm biến luôn. Này cô chú thử cơm với con. Cái nào là cái nào mà gọn nhẹ mà làm trước. Cá chốt con không được lớn luôn. Không được lớn luôn thì mình cũng không nướng luôn rồi. Cơm nướng này ngọt thật sự. Ngọt thật lắm cô chú. Quá đã. Ăn cái nào là bị phê luôn. Phê. Đang mà khác à. Đang có bụng mà. Bây giờ ăn con tôm chưa xong luôn rồi. Rồi là chở con cá. Cá nó gần chín rồi mà nó bị mềm quá. Mời chú Năm mấy dân sinh đoàn ăn cơm xuống nha. Trước mình ra đây mình mồi bắt mình nướng ăn luộc cho chỗ rồi thấy lần à. Ngon ai không? Có đi làm cỏ rồi không? Xách cái chài theo mà chài nhỏ xíu xíu à. Chài giờ được mấy con nướng ăn. Với con cá đối cái nửa cái lô chú Năm ơi. Đối bự luôn. Ôi, ôi. Hồi đổ anh nó đi, chưa chín đâu. Chín đâu. Ồ, chín rồi. Đây mọi người. Hai cô chú ăn với con nha. Hai cho con ngồi ăn hết sú rồi, bắt đầu cá để chín tới. Có cái bọc muối tiêu, có hai trái chanh và nặng vô ăn đã đê chứ. Mọi người nha, mời với chú nha. Quá phê bạn. Ngon mọi người. Cá này hai cho con quất phê luôn. Bây giờ cái gì làm đủ hết. Bóc tay luôn. Mày bỏ nãy đâu kêu anh. Bóc tay luôn đi. Nóng lắm, bóc nổi đâu. Lấy tay nó khửi đi. Khửi 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 da ăn ngon lắm á. Ngon da mà. Thôi con ăn. Cháy nó cháy giờ, cháy điện thì lì. Trời ơi, da ăn ngon lắm á. Cháy đen thu dặn thu chết luôn. Lấy đồ đũa, lấy cái này làm đồ đũa chế mọi người. Mời mọi người nha. Thử miếng cá này, cá nướng nha. Quá trời ngọt. Cực ngọt luôn, trời. Sướng. Ngon cực kỳ luôn rồi. Không phải là biết sao ngon á. Chả là mình bằng mệt đó mọi người. Mệt hồi cái mình ăn cái gì nó cũng ngon. Hiện giờ đang khát nước mọi người. Khát nước mà ăn con cá này nó đã quá. Không thể tưởng. Chú ăn với con nha. Thịt quá ngọt rồi. Mà thịt cá đó bùi mà cô chú ơi, nó ngọt quá. Đặc biệt cái cá là nướng là con thích, rất thích ăn da. Thấy giòn không cô chú? Cá này một mình con với cha con ăn không hết luôn á. Quá nhiều. Đây, cá quá ngon luôn. Ăn rồi mà dùng hết con cá. Mọi người
quá phiền. Cá nó khó chạy quá mọi người. Chạy giống như tên lửa mà xứng đáng. Chạy nhanh, rất là nhanh luôn. Úp cái chạy vô nó là cho chắc là dính. Chạy nó nằm trong cái chạy luôn mà nó còn chạy ra được. Chạy lẹ lắm. Không thể tưởng, ngon quá. Này ăn ngon với cái ruột nè. Ngon quá, chạy ngon quá. Hai một bên rồi mọi người. Còn bên nữa. Mời cô chú nè. Tuyệt vời. Con này mà cả hai con người con là nướng ăn hai chà sợ không nổi đúng không? Không nổi. Cả nó cũng nhiều thịt quá. Một con này con với cha con ăn còn muốn không nổi mà. Con với năm tôm mà cũng lớn luôn. Hỏi mà nó mình đặt lú mà không thấy nó dính, sao bữa nào mình chạy nó dính mới được mấy con. Xì à. Ăn cá sắp hết rồi mọi người. Còn tí xíu nữa. Ăn cà phê luôn rồi. Nãy giờ còn ăn cà phê luôn. Thôi tới giờ video cũng dài mọi người. Mình xin tạm dừng tại đây nha mọi người. Thấy thích thì cho mình xin một like, một đăng ký nha. Hẹn gặp lại mọi người clip sau. Bye bye. Bye bye nha.